Đại cha là Đức Chúa Trời yêu dấu của chúng con. Chúng con cảm tạ ngợi lòng nhân từ và lòng thương xót của cha còn hành đến đời đời với chúng con. Con cảm tạ ngợi khen cha đã cho chị em chúng con có những giờ được tương giao với Ngài, vật lộn với Ngài, cầu xin Ngài để chúng con nhận được cơ nghiệp của chúng con chính là Ngài. Chúa ơi, ngày hôm nay chúng con cùng nhau cầu xin cha để chúng con đoạt lấy cơ nghiệp của chúng con chính là Ngài. Con cảm tạ ngợi khen cha. Xin cha ban thánh linh của Ngài, thần của Ngài đổ xuống từng anh chị em chúng con trong giờ cầu nguyện này, để chúng con thêm lòng yêu mến Ngài nhiều hơn nữa. Chúa, con cảm tạ ngợi khen Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Rồi anh chị em mình đọc hát bài Chạm lòng con nhé. Amen. Lòng con Chúa ơi, ngày ngày dâng chạm lòng con để con chạm lòng con ơi, ngày ơi ngày giờ này chạm lòng con để con say mê Ngài. Vượt con đường tôi chôn trôi trong tuyệt vọng, vượt con vươn lên tôi không bao giờ sống sao rồi con sẽ hát cho các người khen danh Chúa, tìm thần linh đến chạm vào tâm con Chúa ơi. Chạm lòng con, Chúa ơi ngày giờ này, chạm lòng con để con không sống mày. Chạm lòng con, Chúa ơi ngày này, chạm lòng con để con không sống mày. Vượt con vươn lên tôi trôi trôi tôi tan vương vượt con vươn lên tôi đang sống nắng rồi con sẽ hát những lời truyền danh tình đêm Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen Chúa. Xin Thánh Linh của Ngài ngay giờ này đây xin chạm vào lòng chúng con để chúng con được ở gần Ngài mỗi giờ mỗi giây phút chúng con, để chúng con luôn gần Ngài. Chúa à, cho chúng con say mê Ngài, vật lộn với Ngài, để chúng con vươn khỏi những chốn nơi tuyệt vọng của chúng con. Con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài cho chúng con mạnh sức để chúng con hát ca chúc tán ngợi khen danh của Ngài. Qua đó, Thánh Linh của Ngài chạm vào lòng mỗi người chúng con. Con cảm tạ ngợi khen Chúa. Amen. Amen. Con khát khao trên mình Ngài, hỡi cha, con khát khao tình Ngài, hỡi Giêsu, con khát khao giờ chấm tan, hỡi Thánh Linh xin đến, con khát khao gặp Ngài, hỡi Giêsu, con khát khao giờ chấm con khát khao hỡi thánh linh của con, ô tình Chúa như dòng suối chảy mát tâm linh con, ô tình Cha như đại dương dâng dâng con, ô tình Chúa như bầu trời dạng dỡ an ban, ô tình Chúa như dòng thác cuồn cuộn trong lòng con.
con. Cha yêu hỡi, con yêu cha. Thánh Linh hỡi, con yêu con. Giêsu ơi, con yêu Giêsu bằng tất cả trái tim. Cha yêu hỡi, con yêu cha. Thánh Linh hỡi, con yêu Ngài. Giêsu ơi, con yêu bằng tất cả tình yêu. Con khát khao chính mình, hỡi cha. Con khát khao tình Ngài, hỡi Giêsu. Con khát khao chính mình, hỡi Thánh Linh tìm đến. Con khát khao mặt Ngài, hỡi cha. Con khát khao chính mình, Ngài. Hỡi Giêsu, con khát khao chính Ngài. Hỡi Thánh Linh của con. Ôi tình Chúa, Cha yêu hỡi, con ơi, con yêu cha. Linh hỡi, con yêu con yêu con yêu con yêu tình yêu. Cha yêu hỡi, con yêu cha. Linh hỡi, con yêu Ngài. Con yêu Giêsu bằng cả trái tim. Cha yêu hỡi, con yêu cha. Thánh Linh hỡi, con yêu Ngài. Con yêu Ngài. Con yêu Giêsu bằng cả trái tim. Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen Chúa. Chúng con khao khát mê chính mình Ngài. Cha ơi, con khao khát tình yêu của Cha để con rờ chạm được Cha. Thánh Linh ơi, xin Ngài hãy đến để chúng con được gặp mặt Chúa mỗi ngày gần hơn, để con được khao khát dựa vào ngực Ngài, được chìm ngập trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Thánh Linh ơi, xin Ngài tỏ cho chúng con nhận biết Ngài mỗi ngày một gần gũi với chúng con, vì con tin rằng nơi Ngài có dòng suối mát để tinh tâm linh chúng con được dịu dàng. Nơi Ngài là đại dương dạt dào. Nơi Ngài là bầu trời rực rỡ ánh sao mai. Con cảm ơn Chúa. Chúa đã cho chúng con nhận biết tình yêu của Cha, yêu thương con, yêu thương quá nhiều. Xin cho chúng con biết yêu mến Ngài mỗi nhiều mỗi ngày nhiều hơn nữa. Nhờ đó, tình yêu của Ngài luôn rực sáng trong trái tim của chúng con. Con cảm tạ ngợi khen tình yêu thương của Ngài. Cha yêu ơi, Cha yêu chúng con bằng hết cả trái tim của Cha. Giờ đây, xin cho chúng con cũng yêu Ngài, yêu Ngài, yêu Ngài nhiều hơn nữa. Amen. Qua đó, thì con mới được thấy được tình yêu thương của Ngài dành cho chúng con. Con cảm tạ ngợi khen Cha. Amen. Rồi mình hát thêm bài Jehovah Sama. Lạy Chúa, lạy Chúa con, Jehovah Sama, danh Ngài luôn ở cùng con. Danh Chúa Jehovah Sama, lòng mến yêu Ngài thiết tha, lòng luôn vui mừng có Ngài. Lạy Chúa đi cùng con chẳng thiếu gì. Ngài luôn có Ngài,
là con lạy Chúa, lạy Chúa con và dân cùng con, dân Chúa Giê-hô-va lòng mến yêu Ngài, lòng luôn vui mừng có Ngài, khi luôn cùng con trong chung trình Ngài luôn ở bên. Lạy Cha kính yêu, Ngài là Đức Chúa Trời, là Cha yêu thương của chúng con. Xin cho chúng con luôn giữ các điều răn của Ngài và giữ lời Ngài, vì nhờ đó mà chúng con được gia tăng tuổi thọ và được an khang thịnh vượng trong đường lối của Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Đừng để sự nhất từ và sự chân thật của Ngài lìa bỏ con. Xin cho con đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng của chúng con. Như vậy, trước mặt Thiên Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con sẽ nhận được ân điển và sự khôn ngoan thật của Ngài. Amen. Xin cho con hết lòng tin cậy vào Ngài. Đừng nương cậy nơi sự không sáng của con, nhưng hãy nhận biết Ngài và bước đi trong đường lối của Ngài. Ngài hướng dẫn con. Chúa ơi, xin cho chúng con biết vật lộn với Ngài để đoạt lấy cơ nghiệp của Ngài, của con chính là Ngài. Chúa ơi, Ngài chính là Cha yêu thương của chúng con. Con biết khi Ngài sử dạy chúng con, của trách chúng con, chỉnh đốn của chúng con. Xin cho chúng con đừng coi đó mà buồn phiền, mà biết chỉnh đốn lại đời sống của con để nên giống như Ngài, để đoạt lại lấy các dân, các nước cho về cho Ngài. Amen. Con cảm ơn Chúa vì chúng con được phước tìm được sự khôn ngoan để nhận biết được sự thông sáng nơi Ngài. Vì đường khôn ngoan của Chúa là đường vui thích, mọi lối của Chúa đều là lối bình an, là cây sự sống cho tất cả những ai cầm lấy nó. Thì con nhận được phước hạnh nơi Ngài. Con cảm ơn Chúa vì cơ nghiệp của con chính là Chúa. Xin cho con biết kiên trì để vật lộn với Ngài để lấy được sứ mạng tiền định của chúng con mà Ngài đã dành sẵn cho mỗi chúng con từ trước sáng thế. Chúa ơi, mọi công việc của từng anh chị em chúng con giờ đây, xin cho chúng con làm vì danh của Chúa để đoạt lấy cho được bản thiết kế tiền định mà Chúa dành sẵn cho mỗi anh chị em của chúng con. Con cảm tạ ngợi khen Chúa. Chúa đã ban Thánh Linh của Ngài soi dẫn cho anh chị em chúng con để chúng con bước đi trong lời lẽ thật của Ngài, để cho con nhận được cơ nghiệp của con chính là Ngài, Chúa. Con cảm tạ ngợi khen trong danh Chúa Giêsu
Cristo Christ. Amen. Amen. Cái là Chúa đã chào con, trời ơi, cảm ơn rất nhiều vì hôm nay ngài ở cùng tất cả anh chị em con, chúng con cùng nhau cầu thay cầu nguyện cho cơ nghiệp của chúng con. Ôn cảm ơn rất nhiều vì ngài đã dạy dỗ con, cho con biết rằng chúng con có một cơ nghiệp mà ngài đã dành sẵn cho con ở trên đất này, và chúng con cần phải vật lộn, chúng con phải thương giao mật thiết với ngài, cần phải tìm kiếm mặt của ngài để hiểu biết về đường lối, hiểu biết về cách thức, hiểu biết về quyền năng mà chúng con có thể đoạt lấy được cơ nghiệp mà Chúa đã dành sẵn cho con. Trời ơi, ôn cảm ngài rất nhiều vì ngài dạy bảo chúng con, và chúng con biết rằng cơ nghiệp đầu tiên của con đó chính là ngài. Cha và chúng con trong lúc chúng con cầu nguyện, chúng con học hỏi thì Chúa cũng dạy chúng con cơ nghiệp của chúng con đó là chính bản thân của chúng con. Trời ơi, cơ nghiệp của chúng con chính là những anh chị em, những người bên cạnh chúng con. Trời ơi, cơ nghiệp của con chính là những người mà Chúa đem đến để dạy dỗ chúng con. Ôn cảm ngài rất nhiều đó. Trời ơi, xin ngài hướng dẫn con, cho con biết rằng Chúa của con, ngài mỗi ngày ngài đều có những điều mới mà dạy dỗ chúng con, ngài đều có những cái điều ngày càng dạy chúng con một cách chi tiết hơn, một cách rõ ràng hơn, khiến con ngày càng học sâu hơn về những sự dạy dỗ của ngài, để chúng con ngày càng được trưởng thành, hiểu biết về những cái bí mật mà ngài đã dành sẵn cho chúng con. Cha cảm ngài rất nhiều, Chúa con, ôi xin ngài hãy ở cùng tất cả anh chị em con, giống con biết thứ nhất chúng con còn biết quý trọng cái cơ nghiệp mà Chúa ban con, đó là chính Chúa của con, để chúng con không có đánh đổi tất cả những cái điều gì khác để đánh mất cái sự những sự bản chất, những cái tính cách, những cái con người mà Chúa muốn, hình tượng mà Chúa đã xây dựng trên chúng con, để chúng con biết mà chúng con học theo. Ôn cảm ngài rất nhiều, xin ngài giúp con để cho chúng con luôn nhìn đến ngài, để chúng con biết rằng đây là hình mẫu mà chúng con cần phải trở thành. Đây là hình mẫu mà chúng con cần phải noi theo, chúng con cần phải học hỏi để làm sao mà ngày càng giống ngài sơ, ngày càng giống ngài trong tình yêu mà ngài đã trải đầy trên chúng con, cũng cần phải giống ngài trong việc thương xót tất cả mọi người. Chúng con cần phải giống ngài trong việc có thể yêu được kẻ thù của mình. Xin ngài giúp con, cha ơi, để cho khi mà người ta bắt bớ hay mắng nhiếc chúng con, thì chúng con biết rằng đây là vì danh ngài, thì chúng con biết rằng chúng con vui mừng vì đó, chúng con biết rằng Chúa chúng con đang dành sẵn những cái quần quà rất là lớn cho chúng con khi mà chúng con chịu đựng vì danh của Chúa, cha ơi. Và chúng con biết rằng khi mà chúng con ngày càng giống ngài, ngày càng hiểu hơn về ngài, thì khi mà chúng con gặp được ngài thì chúng con rất dễ hòa chung lại với ngài. Vì khi mà ngài đến thăm viếng chúng con thì chúng con hiểu, thì chúng con được sự bởi chúng con đã học hỏi ngài, bởi chúng con đã nhìn biết ngài, nên khi mà ngài đến với chúng con thì chúng con liền nhận ra, ngài con liền nhận ra sự động chạm của ngài, liền nhận ra cái sự bày tỏ của ngài trong con, cha ơi, để chúng con không có đánh mất cái gọi là cái sự nhạy bén khi mà Chúa đến thăm viếng chúng con, cha ơi, như lời ngài đã nói, ngài đã thăm viếng dân Israel nhưng mà họ không nhìn biết ngài, chúng con không muốn như vậy, cha ơi. Chúng con biết muốn là khi mà ngài đến với chúng con bằng cách thức của ngài, thì chúng con biết ngài đang thăm viếng chúng con, để chúng con sẵn sàng lòng mình, chúng con hạ bản thân, chúng con hạ mình xuống để lắng nghe sự dạy dỗ của Chúa, để lắng nghe những sự chỉ dẫn của ngài. Cảm ngài rất nhiều, Chúa con. Xin ngài hãy hãy tỉa sửa mỗi anh chị em con, cũng bằng những cái sự năng đề, bằng những cái khó khăn này đem đến, những cái điều đó nó sẽ khiến chúng con ngày càng sạch sẽ hơn, cha ơi, ngày càng được tinh luyện một cách sạch tốt hơn, cha ơi, để chúng con những cái điều gì đó còn
xấu xa cho bản thân con, còn điều gì đó còn là con người xác thịt, còn cái mảng nào đó trong đời sống con, chúng con không đặt để Ngài làm chủ, thì cầu xin Ngài hãy sử dụng những cái khó khăn, nan đề, những cái nghịch cảnh để đem đến, để cho lầm lộ tất cả những điều đó ra trong con, để con biết và chúng con cần phải tỉ sửa nó, chúng con cần phải dẹp bỏ nó ra và để Chúa làm chủ trong cái điều đó, để Chúa hướng dẫn chúng con, để Chúa chỉ dẫn chúng con, để con không có làm theo ý riêng của mình ra. Ô, con cảm Ngài rất nhiều Chúa con. Anh xin Ngài hãy học dạy dỗ chúng con, cho chúng con biết rằng ôi những anh chị em ở xung quanh chúng con, hoặc là chính chúng con đây cũng là cơ nghiệp mà Ngài dành tặng cho chúng con, để chúng con biết trân trọng chính bản thân mình, chúng con mỗi ngày để biết cảm ơn về những điều mà Ngài ban cho chúng con, về tóc tai, mắt mũi, về cái đồ ăn, đồ mặc mà Ngài ban cho chúng con phải cảm ơn chân tay của mình, ôi con phải cảm ơn các tế bào của mình, tim, phổi, dạ dày của mình chơi, vì những gì mà Ngài bám con, khiến cho chúng con, khiến cho cơ thể chúng con được vận động, khiến cho cơ thể chúng con được hoạt động để làm vinh hiển danh Ngài. Và mỗi lần chúng con nhìn vào chính mình thì chúng con biết rằng đây là tạo vật tuyệt vời mà Chúa đã tạo dựng ra. Đây những cái cơ quan, những cái tế bào, những cái trong cơ thể em con đều là những tạo vật tuyệt vời mà Ngài đã tạo ra, và chúng con phải trân trọng, chúng con phải biết rằng chúng con phải gìn giữ nó để giúp nó được một để giúp nó bảo vệ nó, để nó tốt, để nó có một cái sức khỏe tốt, để nó có một cái chức năng của nó được hoạt động thật tốt. Ôn cảm Ngài rất nhiều Chúa con. Con xin Ngài giúp con, để con biết rằng những người mà ở bên cạnh chúng con là những cơ nghiệp mà Chúa ban cho con, để con biết trân trọng họ, để chúng con biết chúng con biết rằng đây là cơ nghiệp, đây là phần thưởng, đây là điều mà Chúa ban con, để anh chị em con, để giúp chúng con rèn luyện chúng con, để chúng con học cách giúp đỡ anh chị em mình, hoặc là chúng con học cách để anh chị em mình rèn luyện mình, để sửa dạy mình, để mình ngày càng sống ngày càng giống với Chúa hơn. Vì chính bản thân con, chúng con đôi lúc chúng con không nhìn thấy được những cái sai trái của mình, nhưng mà anh chị em con sẽ nhìn thấy được và sẽ giúp đỡ con, thì sửa chúng con, để cho chúng con nhận ra những điều còn thiếu sót cho bản thân mình mà sửa chữa, để làm sống đúng theo ý muốn của Ngài. Sao ôn cảm Ngài rất nhiều, xin Ngài cùng với cảm Ngài rất nhiều, xin Ngài giúp con, để con biết rằng những vị luật sư lãnh đạo chúng con cũng là cơ nghiệp mà Chúa ban chúng con, để chúng con biết trân trọng họ, để chúng con biết tôn kính họ, để cho những sự dạy dỗ từ Chúa ban cho các vị luật sư đó dạy cho chúng con, để chúng con biết rằng đây là lời Chúa, để con phải ăn nuốt lời đó. Chúng con không biết rằng Chúa con, Ngài đang phán với chúng con, Ngài đang chỉ dẫn chúng con, để cho chúng con biết lấy lời đó trong lòng mình. Chúng con phải biết làm sạch tấm lòng của mình, chúng con còn phải không được xem thường và không được cảm giác quá quen thuộc, và chúng con trở nên chai lì với cái cảm xúc của mình. Nhưng mà chúng con còn phải làm mới lại, chúng con biết rằng Chúa con đã phán những lời rất là tuyệt vời, dù có lời đó nó có là lời chúng con đã nghe đi nữa, thì chúng con phải sẵn sàng một tấm lòng để nhận thêm nữa sao Chúa con, vì Ngài là đấng ban thêm sao ơi. Và mỗi lần mà lời Chúa giảng trong con, thì chúng con cần phải ăn nuốt nó ra, chúng con cần phải sử dụng cái bình không của mình, cái bình mà Chúa đã dành sẵn con, để cho nó trở nên một cái bình không bao giờ gọi là đài ra, nó luôn luôn muốn khao khát, luôn luôn muốn ăn nuốt, muốn tìm tòi những lời Chúa để đài trà trong con trà, để cho chúng con muốn ăn nhiều hơn nữa, muốn hiểu nhiều hơn nữa về lời dạy của Chúa, để cho lời của Chúa ở trong con, để khi mà chúng con gặp bất cứ một cái điều gì trong thế gian này, sự lừa dối nào đó, sự dối trá nào đó trong thế gian này, thì lời của Chúa nó quá đài trong con, nó sẽ lắng ép hết tất cả những cái tư tưởng, những cái sự dối trá đó trà, và chúng con nhìn ra được con đường của kẻ ác, để chúng con không phải làm theo mà chúng con bị lệch lạc đi, mà chúng con biết giữ vững những sự dạy dỗ của Ngài trong lòng con, để con sống theo điều đó. Ôn cảm Ngài rất nhiều. Ô Chúa con, ô xin Ngài hãy giúp con, để con thật sự biết biết tìm kiếm Ngài một cách hết lòng,
tìm kiếm Ngài, ồ như Jacob tìm kiếm Ngài để nổi ông được Chúa ban cho, mà ông cái tên là Israel là hoàng tử của Ngài, ồ xin Ngài giúp con để con cũng tìm kiếm vật lộn với Ngài để con biết được ồ cái cơ nghiệp mà Ngài ban cho con, cái quyền năng nào mà chúng con có thể đoạt lấy được nó, và chúng con làm sao, những con người nào, những cái tài nguyên nào mà chúng con cần phải làm điều gì, ồ chúng con cần phải có được những cái chức danh gì để chúng con có thể đánh chiếm được cơ nghiệp của mình, để chúng con đem cơ nghiệp của chúng con đem cơ nghiệp mà Ngài ban cho chúng con để chúng con chiếm lấy, chúng con đánh đổ tất cả những cái sự sâu xa bẩn thỉu của Babylon, của thế gian này, nó đã chiếm đóng, nó đã sử dụng một cách bất hợp pháp cha, và chúng con là những người mà Chúa đã trao quyền cho chúng con, cha ơi, Ngài đã trao chúng con một cách hợp pháp cha, và chúng con cần phải đi lấy lại những điều đó cha. Ôi chúng con phải chiếm lại những điều đó để đem những cái nơi mà cơ nghiệp của chúng con được đem để giải thoát nó khỏi những cái sự nô lệ của thế gian này ra, để cho họ thật sự được sống với chính mình, họ thật sự nhìn biết Đức Chúa Trời của mình, họ thật sự biết được mục đích sống, biết được cái lễ hợp của Chúa, để họ tin nhận Ngài, để cho vùng đất đó được vinh hiển danh Ngài, và tất cả giá trị trong đó nó sẽ được thay đổi, và nó sẽ được làm vinh hiển danh Ngài, chứ không thể trở nên công cụ trong tay của Babylon. Chà, ôi cảm Ngài rất nhiều, Chúa con, ôi xin Ngài hãy sử dụng quyền năng của Ngài để làm toan đi tất cả những cái năng lực, tất cả những quyền hành nào đó mà Babylon nó đang sử dụng để muốn làm tổn hại đến con cái của Chúa, thì xin Ngài hãy diệt trừ tất cả những cái thế lực đó ra, để cho tất cả những cái năng lực của nó không còn nữa sao, để cho sức của nó không còn nữa sao, để cho nó không có cách nào để có thể ảnh hưởng đến những con cái của Chúa, ảnh hưởng đến những linh hồn mà Chúa đã dành sẵn cho Ngài ra, để cho cái sự điều ác nó không được lan tràn ra sao, và chính chúng con đây, chúng con cần phải biết làm sao đó để ngăn cản nó sao, chúng con biết dùng những cái quyền năng ở dưới đất này sao, cộng với những quyền năng trên trời mà Ngài ban chúng con, để chúng con biết mà chúng con không sử dụng để ngăn chặn tất cả những cái sự lây lan, ngăn chặn tất cả những cái sự ô uế của thế gian này, nó đang muốn tung hành sao, nó đang muốn lan tròn ra những nơi khác cho, ô chúng con phải ngăn cản nó lại, chúng con phải đóng tất cả những cái thành lũy mà cái sự thành lũy trước những cái sự lây lan của nó, để nó phải dừng lại và nó không được lây lan ra nữa cho những nơi khác chà. Ôi chúng con còn phải tuyệt diệt tất cả những điều đó cha ơi, để cho cái những cái điều ác nó không còn lan tràn đến những nơi mà đang không bị ảnh hưởng đó cha. Ô Chúa con, xin Ngài giúp con cha ơi, xin Ngài hãy hướng dẫn con, hãy ban thêm sự khôn ngoan trong con. Ô chúng con cần Ngài thêm sức cha, vì chúng con vốn yếu đuối, chúng con vốn là những kẻ xác thịt cha. Ô chúng con cần sức của Ngài cha, và chúng con muốn lời Chúa đã dạy bảo chúng con rằng ôi chúng con làm được mọi sự nhờ bán đang thêm sức trong con. Ôi chúng con muốn làm mọi điều mà Ngài hướng dẫn chúng con, mọi điều mà Ngài chỉ bảo chúng con bằng sức của Ngài sao, chứ không phải bởi sự không ngon hay là bằng sức riêng của chúng con sao. Ôi con cảm Ngài rất nhiều, Chúa con. Ôi xin Ngài hãy cùng các anh chị em con, ở cùng con, ở cùng anh Hiển, ở cùng cô Hương, chú Trung, cô Chi, ở cùng cô Thủy, ở cùng một cô chị Trang, ở cùng một sư Dũng, chú Hồng Florida, cùng cô bé, cùng cô Mát, cùng một sư con, để chúng con luôn luôn nhớ rằng ô chúng con có một cơ nghiệp mà Chúa ban cho chúng con có mục đích đáng mà Chúa dành sẵn trong con, để khi mà chúng con đi trên bước đường này, chúng con có té, chúng con ngã, thì chúng con vẫn biết rằng chúng con có mục đích đáng, và chúng con đứng dậy mà chúng con đi tiếp ra, chứ chúng con nằm bởi cái khó khăn, cái vấp ngã đó sợ, nhưng mà chúng con biết chúng con có mục đích đáng, và chúng con sẽ không bao giờ dừng lại, nhưng mà chúng con
đến được nơi mà Chúa đã sẵn sẵn trong con, đến được con kiếm được những cơ nghiệp mà Chúa đã ban trong con. Cha ơi, cảm ơn Ngài rất nhiều. Chúa con, ôi xin Ngài hãy ở cùng tất cả anh chị em con, thần kính sợ Đức Chúa Trời ở cùng chúng con, để con luôn mỗi ngày chúng con được kính sợ Ngài, kính sợ lời dạy dỗ của Ngài, để chúng con học tập, để chúng con sống một đời sống nó thật sự đẹp lòng Ngài ra, và chúng con hướng đến sự trọn vẹn của Ngài ra. Vì Chúa Ngài đã nói ta sẽ tỏ ra sự trọn vẹn đối với những kẻ trọn vẹn ra, và chúng con biết rằng chúng con không thể trọn vẹn được cha, nhưng mà chúng con hướng đến điều đó cha ơi. Vì thì Chúa Ngài Đức Chúa Trời chúng con, Ngài cũng sẽ bày tỏ bởi đức tin đó, Ngài sẽ bày tỏ sự trọn vẹn của Ngài trong con cha, để chúng con ngày càng trở nên tuyệt vời trước mặt Ngài cha. Ôn cảm Ngài rất nhiều. Chúa con giao phó tất cả anh chị em con lên cho Chúa, rồi con cầu nguyện danh Đức Chúa Christ. Amen. 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 Lạy Cha yêu dấu của chúng con cảm tạ lời khen Cha. Cha yêu chúng con, Cha đã sáng tạo chúng con và kêu gọi chúng con ở trong Đấng Christ. Chúng con ở trong Đấng Christ thì chúng con được làm ở dòng dõi Abraham. Cảm ơn Cha. Chúng con được thừa hưởng lời hứa của Ngài. Vì hứa của Ngài trong Abraham chính là chúng con. Chúng con là con dân của Ngài. Abraham là cũng là cơ nghiệp của chúng con. Cảm ơn Cha. Cha đã tạo dựng nên chúng con là tác phẩm của Ngài, theo mục đích, theo kế hoạch của Ngài, đã tiền định trên đời sống của chúng con. Cảm ơn Cha đã yêu chúng con. Chúng con được ở trong Đấng Christ. Chúa Giêsu ơi, con cảm ơn Ngài. Ngài đã đến đây vì chúng con. Ngài đến đây để cứu chúng con. Ngài chọn chúng con theo đường lối của Ngài. Ngài đã tách chúng con ra khỏi thế gian bởi chúng con thuộc về Ngài. Nhưng chúng con cũng Ngài đã sai chúng con ra thế gian để chúng con làm những công việc cho Ngài. Nhưng chúng con không bị ảnh hưởng bởi những ham muốn lừa dối của thế gian này ở trong chúng con, bởi vì có Ngài ở trong chúng con, có Ngài là cơ nghiệp của chúng con. Cũng trong Ngài chúng con được chọn làm cơ nghiệp hưởng, làm thừa cơ nghiệp được định sẵn theo kế hoạch của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Cha, chúng con là những người đầu tiên hy vọng vào Ngài. Chúng con ca ngợi vinh quang của Ngài, bởi vì Ngài là đứng thần tín, Ngài là đứng trung thành, Ngài đã yêu chúng con yêu Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Ngài đã ban cho chúng con cơ nghiệp là Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh là cơ nghiệp của chúng con, để Chúa Thánh Linh cứu chuộc chúng con trong ngày, đã đóng ấn chúng con trong ngày cứu chuộc. Ngài đã đóng ấn chúng con, Chúa ơi. Cho dù ở thế gian, chúng con còn ở thế gian này, chúng con còn phải bị lừa dối, còn bị cám dỗ, nhưng bất cứ những cái hình ảnh ở thế gian này ép buộc chúng con vaccine hay đóng dấu con thú, nhưng không có ảnh hưởng đến chúng con, bởi vì Ngài, chính Ngài là đã đóng dấu ấn cho chúng con rồi. Chúng con thuộc về Ngài, chúng con không còn thuộc về thế gian nữa. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Ngài là cơ nghiệp của chúng con đời đời, Ngài là bạn đời của chúng con, Ngài đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con, để chúng con yêu mến Ngài nhiều hơn. Chúng con khao khát Ngài, mỗi một ngày chúng con cần đến Ngài. Không có Ngài dẫn dắt chúng con sẽ bị sa ngã, bởi Ngài là ánh sáng. Ngài dẫn chúng con vượt qua bóng tối, vượt qua bão táp. Vậy chúng con cảm ơn Chúa. Ngài là đứng cao cả. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Chúa Giêsu ơi, con cảm ơn Ngài. Ngài yêu chúng con, Ngài chọn chúng con. Ngài đã tắt chúng con ra khỏi thế gian. Thế gian đã ghét chúng con, bởi vì chúng con thuộc về Ngài. Chúng con không còn thuộc về thế gian. Chúng đã làm nhiều cách để đánh phá chúng con qua những gia đình con cái của chúng con. Nhưng cái điều đó để nhằm tô luyện chúng con, để chúng con trông cậy vào Ngài. Chúng con không có nhìn vào những nan đề của chúng con nữa, Chúa ơi. Bởi vì Ngài đã đứng sức mạnh ở trong chúng con. Ngài cho chúng con đứng vững trong Ngài. Chúng con vượt qua tất cả, cho dù hoàn cảnh của chúng con như thế nào đi nữa, chúng con trông cậy vào Ngài, không có ảnh hưởng đến chúng con đi theo Ngài.
Chúa ơi, bởi vì chúng con là cơ nghiệp của Ngài. Anh chị em chúng con là cơ nghiệp của Ngài. Cơ nghiệp của chúng con nữa, bởi vì tất cả anh chị em chúng con là tay chân của Ngài. Chúa đã chọn chúng con là chi thể của Ngài để chúng con là những người mạnh mẽ bước đi theo Ngài. Chúng con mỗi một ngày cùng nhau cầu nguyện như thế này là bởi đâu có, bởi vì Chúa đã đặt để anh chị em chúng con là đạo quân đặc nhiệm này. Mỗi một ngày, 7 ngày trong tuần chúng con cầu nguyện để đánh trận, để phá hủy đồn lũy của Satan đang phá rối trong gia đình con cái của chúng cho gia đình của con, rồi gia đình anh chị em chúng con. Nhưng con tin rằng với quyền năng của Ngài đặt để trên môi miệng chúng con phải tuyên xưng ra miệng, thì miệng lời của chúng con là lời của Ngài để tuôn ra, thì đồn lũy những quỷ Satan, những quyền lực tối tăm phải thối lui ra khỏi đời sống anh chị em chúng con, ra khỏi đời sống con cái của chúng con. Cảm ơn Chúa, con cái của chúng con là cơ nghiệp của chúng con nữa, bởi vì Ngài đã đặt để chúng vào trong chúng con. Chúng con không có bất lực bởi vì Ngài ở trong chúng con. Con tin rằng con cái của chúng con sẽ được Ngài dẫn dắt bởi Chúa Thánh Linh. Ngài soi sáng con cái của chúng con theo đường lối của Ngài. Một ngày nào đó, chúng sẽ gặp được Chúa qua những bất cứ hình ảnh nào, bất cứ những nhóm nào, những nhóm về tin vào Chúa, thì chúng khởi đầu là từ nơi đó. Con tin là cơ nghiệp của Ngài chính là chúng chính là cơ nghiệp của Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Chúa yêu chúng con, và chúng con cầu nguyện cho dân tộc của chúng con, dân tộc Việt Nam của chúng con là cơ nghiệp của chúng con, bởi vì Chúa đã đặt để cho chúng con là quân đạo nhiệm này, quân đặc nhiệm này. Chúng con phải cầu nguyện cho họ. Chúng con tin rằng Chúa đổ thần của Ngài trên nước Việt Nam của chúng con, để họ được sáng ra, họ sẽ nhận được cơ nghiệp của Ngài. Cảm ơn Chúa. Nhưng những kẻ ác đó là Đảng Cộng sản, nó không thể nào thừa hưởng được cơ nghiệp của Ngài, Chúa ơi. Chúng phải tiêu diệt trong hồ lửa. Chúng thuộc về trong hồ lửa, chúng không có thuộc về Ngài. Cảm ơn Chúa. Nhưng Chúa kéo dân của Ngài ra khỏi nơi tối tăm đó để họ được hưởng cơ nghiệp của Ngài. Cần cảm ơn Ngài. Ngài yêu chúng con yêu Ngài. Trong buổi tối hôm nay, chúng con dâng lên Chúa với tất cả anh chị em chúng con là đạo quân đặc nhiệm được Ngài yêu thương. Ngài đặt để cho chúng con trong hội thánh trời thương là the mercy of God. Cái đó là Chúa đã đặt để cho anh chị em chúng con, mà chúng con được thừa hưởng toàn thể anh chị em con là cơ nghiệp của chúng con. Con cảm ơn Cha, con ngợi khen Cha, chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Trời, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha vì tình thương yêu của Cha, một tình yêu cao cả, một tình yêu bao la mà Cha đã dành cho chúng con trong Chúa Giêsu. Trong Chúa Giêsu chúng con có tất cả. Chính Chúa Giêsu là gia nghiệp đời của chúng con. Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen Chúa bởi vì tình yêu Ngài cho chúng con. Bởi vì chính Chúa Cha đã giao phó mọi sự cho Chúa Giêsu, và không ai biết Chúa Giêsu là ai trừ Cha, cũng không ai biết Cha là ai trừ Chúa Giêsu và kẻ mà Chúa Giêsu muốn mặc khải cho. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa vì chúng con là những người mà được Chúa yêu thương, được Chúa chiết thay, để qua máu của Chúa chúng con được một sự sống mới, chính là Ngài, sự sáng của Ngài, để chúng con nhận được sự bày tỏ, sự mặc khải của Ngài cho chúng con mỗi ngày, để chúng con vững bước theo Ngài. Chúa ơi, chúng con là những người bé nhỏ, chúng con đến với Chúa với tâm lòng trẻ thơ để chúng con đón nhận nước thiên đàng. Bởi vì Chúa nói những ai có tấm lòng trẻ thơ thì sẽ nhận được nước thiên đàng. Chúa ơi,
còn về mặt tri thức, về mặt lớn lên trong trưởng thành, Chúa đã trang bị cho chúng con có Đức Thánh Linh để Ngài dạy dỗ chúng con trên đường hướng của Ngài. Chính gia nghiệp của chúng con là ánh sáng của Ngài, là sự sống của Ngài, là chính Ngài, và cả vương quốc thiên đàng là gia nghiệp của chúng con. Chúa, những ngày tháng mà chúng con sống ở đây, Chúa đang dạy dỗ chúng con. Chúng con biết thi triển tất cả những gì mà Chúa dạy dỗ cho chúng con qua người thầy giáo Mạnh Cường mà Ngài đã gửi đến cho chúng con. Bởi vì ông đã nhận được gia nghiệp của Chúa và bước đi mạnh mẽ trong Ngài. Và Chúa cũng cho chúng con ở trong cái đội quân đặc nhiệm này để chúng con học hỏi, chúng con hạ mình khiêm tốn và chúng con biết chết đi con người cũ để cho chúng con đi theo Chúa. Chúng con dám trả giá, bỏ tất cả những biết trả giá, bỏ tất cả những việc mà như Chúa đòi hỏi, đi con đường hẹp để mà bước theo Ngài, để nhờ đó chúng con có sự sống đời đời, làm gia nghiệp của chúng con. Chúa ơi, một khi chúng con bước theo Ngài thì Ngài cũng sẽ mở lối cho chúng con một cánh cửa rộng thanh thang để cho chúng con bước vào vương quốc của Ngài một cách dễ dàng bởi ân điển của Ngài, bởi tình thương yêu của Ngài. Chúa ơi, tình yêu và quyền năng của Ngài ban cho chúng con và sự và tất cả những tài nguyên mà Chúa ban cho chúng con cũng biết gìn giữ lấy, bởi vì chính chúng con là gia nghiệp của chúng con, bởi vì tấm lòng của chúng con giờ đây xin Đức Thánh Linh, chúng con sẽ cùng với Đức Thánh Linh để gìn giữ tấm lòng của chúng con, bởi vì chúng con phải gìn giữ tấm lòng của con hơn hết, bởi vì tấm lòng của chúng con mọi nguồn sự sống từ đó mà ra. Chúa ơi, tất cả gia nghiệp của chúng con, chính Chúa, vương quốc thiên đàng, ánh sáng, sự sống, tri thức, sự khôn ngoan, các dân, các nước, tất cả những gì chúng con có bắt nguồn từ ở trong lòng của Chúa con mà ra. Thì xin Chúa cũng gìn giữ tâm lòng của chúng con, và chúng con cũng cùng với Đức Thánh Linh để gìn giữ tấm lòng của chúng con. Mỗi ngày chúng con được Đức Thánh Linh chỉ dẫn, dạy dỗ cho chúng con để đời sống của chúng con có sự tin kính Ngài, kính sợ Ngài, và qua sự tin kính đó chúng con nhận được ơn kêu gọi của Ngài để chúng con đạt được tới vinh hiển của Ngài. Chúa ơi, chúng con muốn mỗi ngày Chúa dạy dỗ cho chúng con để cho chúng con lây lan bản tính của Cha, bản tính thánh khiết, bản tính công bình, bản tính xót thương, để cho chúng con bước đi làm theo những đại mệnh lệnh của Ngài dành cho chúng con, Ngài đã trao cho chúng con. Chúa ơi, chúng con cần hết đức tính của Ngài, để mà chúng con cần đức tin, đức hạnh và tri thức, sự tiết độ của Ngài, sự kiên trì của Ngài, lòng kính yêu Ngài. Chúa ơi, mỗi ngày Chúa thêm cho chúng con càng hơn, và tình yêu thương mà anh chị em của chúng con yêu thương nhau, một tình yêu thương nhau vô điều kiện như Chúa đã yêu thương chúng con. Chúa ơi, chúng con muốn nhiều nhiều hơn những đức tính đó, bởi vì chính Chúa đã trao ban bản tính đó cho chúng con, thì chúng con ở đây mỗi ngày chúng con tiếp nhận sự dạy dỗ của Ngài, thì chúng con được lây lan bản tính của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài đã thương yêu chúng con và cho chúng con nhận lãnh được, nhận ra được rằng chúng qua cái tấm lòng của chúng con sẽ đạt được những cơ nghiệp mà những lãnh vực mà Chúa bày tỏ cho chúng con. Chúa ơi, xin cho chúng con biết khai triển, biết thi sáng những điều mà Chúa dạy dỗ cho chúng con mỗi ngày, để chúng con ngồi chăm chỉ mà học hành cùng với Đức Thánh Linh, Ngài dạy dỗ chúng con, để cho chúng con biết xin lợi ra tất cả những gì mà Chúa ban cho chúng con. Ngay cả thời giờ của chúng con cũng là gia nghiệp của chúng con nữa. Chúng con không muốn phí thời gian. Nên, Chúa ạ, tất cả những thời giờ của chúng con, một ngày con cảm thấy thời giờ đi quá nhanh, và chúng con phải biết tranh thủ và biết tận dụng những gì mà Ngài ban cho chúng con để xin lợi để cho Ngài, để mà
và Ngài sử dụng chúng con vào những thời kỳ cuối cùng này. Chúa ơi, con cảm tạ, ngợi khen Chúa đã cho chúng con có một tình yêu là anh chị em của chúng con ở đây, để chúng con cùng với nhau tiến bước trong đức tin và học hỏi lời của Ngài, học hỏi những món ăn đặc mà Ngài ban cho chúng con qua người thầy giáo của chúng con đây, để chúng con có một ánh sáng. Chúa mở tâm trí của chúng con ra, Chúa biết tâm trí của chúng con hay quên. Chúa ơi, xin Thánh Linh của Ngài soi sáng cho chúng con để biết tập tành khai triển và suy xét trí não của chúng con, làm việc với tấm lòng của chúng con, tâm trí của chúng con nữa, để tất cả những lời dạy dỗ của thầy giáo của Chúa, qua thầy giáo và qua những bất cứ một việc gì chúng con nhìn thấy, thì đó là con chúng con cũng biết được ý Ngài, để càng ngày chúng con được lớn mạnh trong Ngài và bước đi trong Ngài, hoàn tất những công việc mà Ngài trao ban cho chúng con, cũng như là chiếm lãnh tất cả những cơ nghiệp của chúng con vinh hiển về cho Ngài, bởi vì chính Ngài là gia nghiệp đời đời của chúng con. Con cảm tạ, ngợi khen Cha trong danh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Hallelujah, 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 kapakatakasya, kasya, kadakasya, kasya, kasya, hallelujah, hallelujah, oh Chúa thân yêu của chúng con, cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Hallelujah, 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 kapakatakasya, kasya, kasya, Chúa là gia nghiệp đời con, Chúa ơi, cảm tạ ơn Chúa, vì Ngài tạo dựng nên chúng con giống hình ảnh Ngài, Chúa ơi, giống Ngài là cơ nghiệp của chúng con, Chúa ơi, cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều, Chúa ơi, cảm ơn Chúa khi Ngài tạo dựng nên chúng con mang hình ảnh của Chúa, giống Chúa. Đó là cơ nghiệp vĩ đại nhất mà chúng con nhận được, Chúa ơi. Cảm ơn Ngài rất là nhiều, Chúa ơi. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Vì Ngài, cảm tạ ơn Chúa, Chúa ơi. Ngài đã xuống thế gian chết thay cho tội lỗi của chúng con, Chúa ơi. Ngài chết thay cho tội lỗi của chúng con để chúng con ở vị trí của Chúa, cùng đi với Chúa, Chúa ơi. Cảm ơn Ngài rất là nhiều, Chúa ơi. Ngài ở cùng chúng con, tạo nên cơ nghiệp của Ngài trên đời sống của chúng con, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa, Chúa ơi, hallelujah. Ngài đã thế chỗ cho vị trí của chúng con, cho cơ nghiệp của chúng con. Cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều, Chúa ơi. Khi mà chúng con cùng đi với Ngài, cùng đồng đi với Ngài, Chúa ơi, thì chúng con được Ngài dạy dỗ, được Ngài chỉ bảo để chúng con thực hiện bản tính của Chúa trên cơ nghiệp của mình, Chúa ơi. Cảm ơn Ngài rất là nhiều. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Hallelujah, Hallelujah. Ôi Chúa ơi, con yêu Ngài rất là nhiều. Chúa ơi, con yêu Ngài rất là nhiều. Chúa ơi, con yêu Ngài thì Ngài tạo dựng nên con một cách lạ lùng lắm. Lạ lùng, Chúa ơi, một cách lạ lùng, một cách tuyệt vời. Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Chúa ơi, cơ nghiệp của chúng con là hơi thở, là suy nghĩ, là hành động, là tâm trí, là ý chí của chúng con, Chúa ơi. Hallelujah, cơ nghiệp của chúng con là những bước đi giống Ngài, Chúa ơi, bước đi những hành động, Chúa ơi, hallelujah, cơ nghiệp của chúng con là máy bắt sóng của Ngài, Chúa ơi, lắng nghe lời của Ngài, lắng nghe của Ngài, lời của Ngài, Chúa ơi, hành động theo lời của Ngài, Chúa ơi, cảm ơn Chúa rất là nhiều, Chúa ơi, hallelujah, khi Ngài thương xót chúng con và cho chúng con quay trở lại ăn để nhận biết được nguồn gốc của mình, để nhận biết được ngọn nguồn của mình, Chúa ơi. Cảm ơn Ngài rất là nhiều, vì chúng con không có lầm lạc trong bước đi của mình nữa, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa rất là nhiều, Chúa ơi. Ngài tạo dựng nên chúng con, để cho chúng con được trở nên giống như Ngài, trở nên giống như hình ảnh của Ngài. Không giống như một bất kỳ một suy nghĩ hành động nào hết, mà giống Ngài, Chúa ơi, giống suy nghĩ của Ngài, Chúa ơi. Ngài là đấng khôn ngoan rộng lớn, Ngài là đấng đầy dẫy sự trí thức, đầy dẫy mọi thứ của chúng con. Biết trông mong của Ngài, để lắng nghe sự dạy dỗ của Ngài, lắng nghe sự thương yêu của Ngài và bắt chước Ngài trong hành động của mình, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Cái khải tượng của Ngài trên mục sư của chúng con cũng là cơ nghiệp của chúng con nữa, Chúa ơi. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Ngài dạy chúng con rằng Ngài ở trong Cha, thì chúng con ở trong Ngài, Chúa ơi. Và chúng con cũng là một sự gắn kết ở trong Ngài, Chúa ơi. Chúng con đồng là một, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Cái cơ nghiệp của chúng con là những khải tượng mà Chúa đặt để trên mục sư của chúng con, đặt để trên anh chị em của chúng con, và cũng đặt để trên chúng con nữa, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Chúa ơi, cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Và hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen.
Thiên Chúa. Còn ai nữa không? Chị bé đâu rồi? Chị bé có vẻ là không, chị bé ơi. Anh thì cầu nguyện được. Không đó. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Ngợi khen Chúa. Thế chúng ta cầu nguyện kết thúc nhé. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Chúa cần là bảo đảm sự chúa ô cha giáo yêu chúng con. Tạ ơn Chúa vì Ngài thật là ngọt ngào, Chúa. Tạ ơn Thánh Linh của Chúa. Thánh Linh giáo yêu ơi, Chúa thật yêu Ngài, Chúa yêu Ngài. Ô Ngài tuần này Chúa ơi, hãy làm cho chúng con ô được trải ra. Ô đất dạy cơ đạp bởi dưới dưới kết nạp bởi dưới kết nạp bởi dưới kết nạp bởi dưới Chúa làm lòng chúng con. Ô đất dạy được rời rộng ra, Chúa ạ, được rời rộng ra thì chúng con được chìm trong sự ngọt ngào của Chúa, lòng chúa mềm mại được Ngài uốn nắn, Chúa ạ, và Ngài kéo chúng nó ra, Ngài mở lòng chúng con ra, Chúa ạ, Ngài mở lòng chúng con ra rộng ra bên phải bên trái. Ô đất dạy cơ đạp bởi dưới chi, Ngài mở rộng lòng chúng con ra bên trên bên dưới bên trong bên ngoài, Chúa ạ. Ngài mở, Ngài khơi lòng chúng con ra rộng Chúa rồi cả đời để có thể chứa được Ngài, Chúa ơi, Ngài chứa chúng con, chúng cũng chứa được Ngài, Ngài trong chúng con. Ôi chúng con muốn hướng đến cái chuyện làm sao chúng con chứa được Ngài nhiều nhất, Chúa. Ôi chúng con đã từng ăn uống, chúng con đã từng chứa đựng vơ vét của cải hay cái điều gì đó trong thế gian này, Chúa ơi. Ôi nhưng tất cả điều đó, nó chỉ cho chúng con biết là cần phải chứa ngài, cần phải vơ vét ngài, Chúa. Làm lòng mình có rộng ra, làm lòng mình rộng ra để chứa của cải để chính Ngài, Chúa ơi, vì Ngài là cơ nghiệp đời đời chúng con. Hallelujah. Nguyện Ngài luôn luôn tâm điểm chúng con, nguyện tất cả focus chúng con luôn hướng đến Ngài, Chúa. Mắt, lòng, trí, cảm xúc của chúng con luôn hướng tới Ngài trong mọi sự, Chúa ơi. Mọi công việc, mọi lời nói, mọi cử chỉ chúng con đều hướng tới Ngài. Ô là ra và làm vì Ngài cả, Chúa. Ô và cho Ngài cả, Chúa ơi. Hallelujah. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã nghe tất cả mọi lòng của anh chị em chúng con. Hãy ban thưởng, Chúa. Hãy thăm viếng ban thưởng một cách rời rộng nhất theo cái bản tính vốn có của Ngài. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Chúa Giêsu ơi, ban thưởng chính Ngài trên chúng con. Trước khi chúng con đặt chân vào miền đất hứa, Chúa. Để chính miền đất hứa đượm sữa mặt đó, Chúa ơi. Để đánh bại tất thảy cái khổng lồ Canaan, Chúa. Vì cái bóng che phủ chúng nó đã rời khỏi chúng nó rồi. Trước sự hiện diện của Ngài trong chúng con. Khi chúng con đặt chân đến miền nào, Chúa ạ, thì miền đó thuộc về chúng con, không ai đứng nổi trước mặt chúng con. Vì Ngài chơi giải sự kinh khủng sải trong tất thảy mọi xứ nơi chân chúng con đạp lên y lời Chúa đã phán. Quyền mỗi chúng con nhận được bản thiết kế tiền định của Ngài trước sáng thế. Một cái rõ ràng, chuyện một cái thông hiểu. Nhưng trước khi chúng con nhận được bản thiết kế đấy, thì Ngài đã để lòng chúng con hướng về đất nước Việt Nam chúng con. Để chúng con hiểu rằng đất nước Việt Nam chúng con là cơ nghiệp của mình. Shakadabra, dân tộc Việt Nam chúng con là cơ nghiệp của mình, Chúa ơi. Nguyện tất thảy công việc chúng con đang làm, mặc dù chưa rõ ràng hết nhiều mọi chuyện, Chúa ơi, nhưng nó đã là mọi từng sự đó nó chuẩn bị đến việc để thực hiện cái bản thiết kế tiền định đó mà Ngài đã hoạch định trước sáng thế cho mỗi anh chị em chúng con. Hallelujah. Sakadabra, xin Chúa nâng cấp chúng con lên trong mọi sự, Chúa. Nâng cấp chúng con lên. Sakadabra, yurujui kramabra babra say shikanadri ure babra say shaka el jududu ora zakaba. Khi mỗi chúng con vượt qua mọi thử thách, vượt qua tất cả các kỳ sát hạch của Ngài, Chúa ơi. Shakadabra baduju ore mà giữ lòng của mình luôn trong sạch với Chúa. Ora zakaba giữ được sự hòa thuận với Ngài, với mình và với người khác, Chúa ạ, xoay cả trong lòng của mình, không phụ thuộc vào hoàn cảnh, không phụ thuộc vào cảm xúc, không phụ thuộc vào gì cả, lòng chúng con vẫn giữ được, Chúa ạ, trong tình yêu của Ngài, Chúa ơi, và quyền năng của thập tự giá nó hằn sâu trên mỗi chúng con của Urasachi Kadabra.
thì mỗi chúng con nhận thức rằng chúng con vác thập tự giá mình theo Ngài mỗi ngày, Chúa ạ. Thập tự giá của Ngài, ô thập tự giá của mình, Chúa ạ. Thập tự giá của Ngài, Ngài đã vác. Ô bây giờ thập tự giá của mỗi chúng con, Chúa ạ. Thập tự giá mình, không phải thập tự giá của người khác. Ô mà thập tự giá của chính chúng con, Chúa ạ. Ô là say karabiyure như Ngài. Ngài đã chịu vác thập tự giá của mình và chết ở trên đồi Golgotha, Chúa ơi, thì chúng con vác thập tự giá mình theo Ngài để chết ở cái nơi mà Ngài muốn chúng con phải chết, Chúa ạ, để tất thảy cái bản tính sâu xa, cái tư dục, ô mọi cảm xúc, ô đời cả mọi trí tuệ đổi bại, Chúa ạ, ô đời cả đều phải bị chết hết đi và chôn vùi cùng với Ngài, Chúa ạ, để đồng chết với Ngài, ô đời cả để chúng con cũng được đồng sống lại với Ngài, ô và đồng mặc lấy sự sống vinh hiển của Ngài, ô đời chi karabaduru trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Ô đã bà được ngồi cùng với Chúa. Ô ở trên ngai của Ngài. Ô đã như Cha đã cho Ngài ngồi trên ngai của Cha, Chúa ơi. Ô đã sa karababrisu orasachi kana barabara joro korasachi barabara duru duru orapabra orazagada barabara antikanda duru oroso kana barabara sechele duru. Anh ta bảo ô Cha giàu yêu, chúng con cầu nguyện cho cơ nghiệp thứ hai chúng con là các dân các quốc gia đó, Chúa ơi, ô đất nước Việt Nam chúng con, ô dân tộc Việt Nam chúng con, ô cũng như dân Đông Nam Á, ô và từ châu Á, Chúa ơi, dạy cả đời chúng con ra trình tất thảy các quốc gia dân tộc trước mặt Ngài. Việt Nam, ô Lào, Campuchia, Thái Lan, Miến Điện, Sri Lanka, Brunei, Đông Timor, ô Singapore, Sri Lanka, Indonesia, Philippines, Malaysia, ô Sri Lanka, 11 quốc gia Đông Nam Á đó trước mặt Ngài, Chúa ơi, 11 con người, Chúa ạ, ô Sri Lanka, 11 dân tộc, 11 con người, Chúa ạ, ô Sri Lanka, ô mà chúng con đây chính là tên chúng con là Việt Nam, Chúa ạ. Chúng con là con trưởng nam, ô trong cả cái Đông Nam Á này, ô quyền trưởng tử thuộc về chúng con, Chúa ơi, ô chúng thay mặt Cha để hướng dẫn, ô phục vụ các anh chị em chúng con, Chúa ơi, ô để lãnh đạo, Chúa ơi, để làm gương, Chúa ơi, ô cho các anh em con, ô Rasay Karabadru để các anh em con ở Lào, Campuchia, Thái Lan, ô Miến Điện, ô để các anh em con ở Brunei, Đông Timor, để các anh em con ở Singapore, Philippines, ô Indonesia, Malaysia, ô Rasay nhìn thấy tấm gương của chúng con, cho ô mà học đòi theo trong danh Chúa Christ để nhìn thấy được ô cái đặc sắc bản sắc của mình, cho Karabadru nhìn thấy sự độc nhất vô nhị của mình, ô Rasay Karabadru nhìn thấy được cái trình thiết kế tiền định của mình sẽ mà thực hiện theo, Chúa ơi, Shakadaba Urusui Chidababdurum An Sakadabaduribirze Shakabiribiru Urasai Kaba, nhìn thấy rằng mỗi chúng con Urasai như Việt Nam như nhà thương xót của Ngài, Chúa ạ, Urasai Kadabdi nhà thương xót của Chúa Trời Bê Thết Đa của Ngài Sakadabaduribiru, mà hễ ai vào cái cửa Bê Thết Đa đó xuống cái ao Bê Thết Đa Việt Nam này, Chúa ạ, Urasai thì bất luận họ là ai, họ được cứu, được rửa sạch và được phục hồi lại, được mặc áo tươm tất trong Ngài, Chúa ơi, trong danh Chúa Giêsu Sakadabaduribiru. Tôi thì cũng tương tự vậy, ô nguyện mỗi quốc gia Urasai của anh chị em chúng con, Chúa ạ, Urasai của mọi quốc gia Đông Nam Á này cũng nhận được cái bản thiết kế đó, và từ trong Sakadabaduribiru trong sự tối tăm, Chúa ơi, ô chúng con khiến họ được vùng lên, Urasai Karadiburisu, Chúa chúng con cầu nguyện Urasaka và đưa ra và lôi ra những con người mà họ nhận trách nhiệm về từng quốc gia của mình, Chúa ơi, Shakadabaduru Urasa từ Singapore, chúng con lôi ra Urasa, chúng con cầu nguyện và lôi ra những người mà nhìn thấy sức mạnh của Singapore, Chúa ơi, Shakadabaduru từ Philippines, chúng con lôi ra người mà biết sức mạng của Philippines, Shakadabaduru từ Đông Timor, chúng con lôi ra người Urasa, những người mà nhìn thấy sức mạng của Đông Timor, Shakadabaduru từ Brunei, con lôi ra, chúng con lôi ra người biết sức mạng của Brunei, từ Indonesia, chúng con lôi ra người biết sức mạng của Indonesia, từ Malaysia, con lôi ra hai người thuộc biết về sức mạng của Malaysia, từ Lào, chúng con lôi ra người biết sức mạng của Lào,
Giê-xu cho lời họ phải biết sứ mạng của mình. Ô của đất nước quốc gia mình, ô ra giờ từ Campuchia cho lôi ra người biết sứ mạng của Campuchia. Shakada Barabudu Odebebe từ Thái Lan cho lôi ra người biết sứ mạng của Thái Lan cho Shakada Barabudu Odebebe Asaka từ tất cả anh em chính con Miến Điện cho lôi ra ô những người biết sứ mạng của đất nước dân tộc Miến Điện của mình trong tên Chúa Giêsu Christ. Shakada Barabudu Odebebe Oroso Korabudu Odebebe Yusudu. Ô tất cả 10 anh em này cho ạ. Ô cho anh chúc phước cho 10 anh em này chúng con. Như con trưởng nam của ngài ở Việt Nam, con sức giàu, ô sức giàu cho các anh em con, ô Lào, Campuchia, Thái Lan, Miến Điện, ô con sức giàu cho Đông Timor, ô con sức giàu người em con, ô là Brunei, ô Singapore, ô Philippines, cho sức giàu người em con ở Malaysia và Indonesia, Shaka trong giàu thánh của Chúa, ô công bố rằng thần của Chúa ngự trên các anh em chúng con, cho họ vì sức giàu đã sức giàu cho họ đặng giảm tin lành cho người khiêm nhường. Người đã sai họ đi Orazakarabar đặng dịn kẻ bộ lòng đặng rao kẻ phu tù tự do kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục đặng rao ban ơn Đức Giê-hô-va và ngày báo thù của Đức Trời chúng con. Hallelujah. Orazakarabar Orazakarabar nguyện họ giao ta cái năm ban ơn của ngài cho họ, nguyện họ giao ta cái ngày báo thù của ngài cho họ. Sakarabar vì ngài có ngày báo thù, có năm báo trả vì có Si-ôn của ngài. Shakarabarabar second chapter and the cho anh chúc phước cho mười anh em chúng con cho cũng như chính chúng con là Việt Nam của ngài đây, thực hiện sứ mạng tiền định của mình, thực hiện sứ mạng ra sao mà ngài đã định sẵn cho mỗi dân tộc chúng con trước sáng thế. Chúa ơi, ra sao nguyện tất cả 11 anh em chúng con cho được sống đầy dẫy cho tình yêu thương trong sự hòa thuận. Nguyện 11 anh em chúng con Đông Nam Á này cũng trong cái đạo binh đặc nhiệm của Đức Chúa Trời, ra sao ai đi đường mình cho mà chẳng bỏ được mình, Orasaka xuyên qua mọi vũ khí mà chẳng bỏ được mình. Chúa ơi, Orasaka nguyện tất cả 11 anh em chúng con cho đầu nhảy lên các chót núi. Orasaka nguyện tất cả 11 anh em chúng con cho khiến mặt trời mặt trăng tối tăm một ngôi sao vậy thâu sự sáng. Orasaka để qua 11 anh chúng con Chúa ơi, mà 603.550 triệu linh hồn vào trong vương quốc của Chúa, và ở trong đó mãi đời đời. Hallelujah, cảm tạ Cha, nguyện qua tất cả các anh chị em chúng con Chúa ơi, Shakadabara mà tất thảy các lĩnh vực, về tâm linh, về chính trị, về kinh tế thương mại Chúa ơi, tài chính ngân hàng, về thể thao, y tế, showbiz, về văn hóa và nghệ thuật Chúa ơi, Shakadabara âm nhạc, về công nghệ, về khoa học, về kỹ thuật Chúa ơi, Shakada về giáo dục, Shakada về an ninh, quốc phòng, quân sự Chúa ơi, Orababrisaka được đổi mới hoàn toàn, được phục hưng lại tất cả hệ thống giá trị của ngài Chúa ạ, để chuẩn bị và đưa vào vương quốc ngàn năm của Chúa trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah, Shakada Orababrisaka tập huấn tất cả anh em chúng con 11 anh em này Chúa ơi, cho cái ngày mà chúng con đồng cai trị với Chúa ở trong vương quốc ngàn năm Chúa ơi, Shakadabudu, Chúa gìn giữ tất cả chúng con Chúa ạ, Orazakara để cất chúng con lên, và gìn giữ chúng con, trước khi xảy ra cái đại nạn, trước khi đến cái thời kỳ của một thằng quỷ Antichrist, thằng quỷ Antichrist, để thế gian này bị diệt trong lửa của ngài Chúa ơi, để tất thảy cái điều gì mà không xây bởi lời ngài sẽ bị đốt cháy hết cho tất cả tầng trời mà công trình, ra mọi tạo vật mà không xây bởi lời ngài đã bị đốt cháy rơm rác hết cho trong danh Chúa Christ. Để nguyện tất thảy cái điều gì mà sót lại là chỉ bằng từ lời ngài, hướng về ngài cho ngài cả thì còn sót lại Chúa ơi. Ra babrimbrichu Chúa dấu yêu, Chúa cũng nhớ đến cả Israel, Chúa nhớ đến 144.000 người này Chúa ạ. Shakara là những người đồng cai trị chúng con trong vương quốc ngàn năm, họ cũng là cái phần nào đó cơ nghiệp chúng con Chúa ạ. Shakara chúng con cũng có phần trong đó, họ cũng là cơ nghiệp chúng
chúng con nữa, Chúa ạ. Chúng con cầu nguyện cho 144.000 người này, cầu nguyện cho gia đình dòng giống của họ, Shakadabrabiliyuru. Ô, cầu nguyện cho những người mà ô giải cứu sinh thành mà nuôi nấng họ, dạy dỗ họ, Chúa ơi, Shakadabrabiliyuru. Ô, để ngày đó ô ra được 144.000 này từ 12 chi phái của Israel là anh cả chúng con. Hallelujah. Shakadabrabiliyuru. Tạ ơn Chúa vì chúng con cũng có phần trong cả anh cả Israel. Ô, có phần của chính chúng con cũng như cả anh cả Israel nữa, Chúa ạ. Ô, vì chúng con là cơ nghiệp của nhau, Chúa ạ. Orazaka, chúng con là những sự ban ơn Đức Chúa Trời cho nhau, Chúa ơi. Shakadabandurubereze shakare orabereunguyện. Ô, mỗi chúng con, Chúa ạ, trân trọng chính bản thân mình, trau dồi chính mình trong mọi tiềm năng. Orazaka mà Ngài đặt để cho lòng chúng con, Chúa ạ, để cho con khai phóng và thể hiện ra một cách ưu việt nhất để phục vụ cho nhau, Chúa ạ, làm lợi cho vương quốc của Chúa. Ô, để Cha nhìn thấy chúng con và Cha hài lòng. Ô, khi tất cả chúng con ô được hòa thuận, thật là phước hạnh, thật là tuyệt vời, Chúa ạ, khi tất cả anh em ô được sống trong hòa thuận. Ô, sức giàu Chúa tràn ngập chúng con, Chúa ạ. Ô, đổ đầy trên đầu, ô trên râu, trên tóc, trên chuồn áo của Aaron vậy. Ngài hài lòng với tất cả anh em chúng con, Chúa ạ. Mười hai anh em chúng con, Chúa ạ. Ô, mà trong đó là anh Isen là con trưởng, Chúa ạ, cùng 11 con thứ nữa, Chúa ơi. Là các dân Đông Nam Á chúng con. Tương tự như cái chi phái của Ngài. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa. Trong lời cầu nguyện này, Chúa hỗ trợ cho các anh em chúng con, Chúa, để xuất diệt ô Babylon ô trên mảnh đất của họ, ô trên miền đất miền hứa của họ, Chúa. Sakadabrio, Chúa xuất diệt quỷ cộng sản, ô xuất diệt con cái của nó là đảng cộng sản, ô Chúa xuất diệt quỷ Hồi giáo và con cái của nó, ô là tôn giáo Hồi giáo, tất cả đạo Hồi, ô là Chúa xuất diệt ô quỷ Phật và con cái của nó, ô là cái băng đảng Phật giáo, tất thảy mọi chùa chiền am miếu, ô tất thảy mọi ô mitzvah, ô là nhà thờ, ô là được bị đánh sập trong tay Chúa Christ, con còn lửa thạnh nộ và sự thiêu đốt của Ngài đập sạch tất thảy cái nơi đó và biến nó trở thành địa hố phân, Chúa. Urasa biến nó trở thành khu phân công cộng, trở thành cái trò cười cho thế gian. Urasa karabinyurusukroi udabri, chúng ta đánh hạ tất thảy các lãnh đạo tôn giáo vì ngày lớn ghi tên đã đến rồi. Ngày lớn ghi tên, Chúa. Urabadaba, ngày phán xét của Babylon, ngày phán xét Babylon, sakarabinyurusukroi, cho đánh hạ tất thảy các lãnh đạo tôn giáo, tất thảy mọi tôn giáo. Urasa karani, những kẻ kiến tạo ra ô những cái văn hóa nếp nghĩ bẩn thỉu ô ấy, Urasakarabinyurusukroi, những kẻ làm hại Sion của Ngài, Shakadabara, những kẻ đã bắt Sion làm phu tù, Urasakara, những kẻ đã thúc Sion ô bỏ quyền trưởng nam, Urasakara, những kẻ đã biến Sion ô một phần của Ngài trở thành con cái của Edom, chưa của Esau, Shakadabara, nguyện chúng nó nhận báo trả gấp bội phần ngay giờ này, cho mãi mãi cho đời đời, Shakadabara, cho dáng nửa thạnh độ của Ngài trên chúng nó, Urasakara, trong Chúa Giêsu Christ ở trên tầng trời trong Ngài, ô ra sao vì tay Ngài trên chúng con, ô lời Ngài trong miệng chúng con, Chúa giáng đổ lửa thạnh nộ của Ngài, ô sự phán xét khủng khiếp của Ngài, Chúa ạ, ô đến trên con gái của Babylon, ô ra sao đến trên các tập đoàn băng đảng cướp phản động cộng sản Việt Nam, ô ra sao đến trên Phật giáo, Hồi giáo, Nho giáo, Shakara đến trên lão giáo, ô ra sao chia lê bèo đến trên các loại tôn giáo, ô ra sao khả đa bà tất tẩy các loại tôn giáo, Shakara, ô đến trên các cơ cấu, ô ra sao tổ chức của mafia, oligarch, ô ra sao đến trên tất tẩy các bọn trí thức phản động, Urasakara yêu nước phản động, Urasakara diệt tất thảy Jezebel, diệt tất thảy ô Nikolai băng đảng đó, Shakara Banyu và diệt tất thảy Balaam, Shakara diệt hoàn toàn bộ nhà Ahab và nhà Jezebel, Shakara Baraduyuduyuduyu, Urasakara và nhà Jezebel, ô nhà Ahab chẳng còn sót chi hết, Urasakara Baraduyuduyuduyu, Urasikentei đâu đâu ô như cho ăn thịt của Jezebel thế nào, Urasakara
cô đã được thì nhận thì Jezebel ô đã chẳng còn sót lại gì hết Chúa ơi, chẳng còn sót lại gì hết. Ôi con sọ của nó, chỉ còn cái sọ của nó, ôi chỉ còn cái đôi tay chân của nó, chó gặm hết sạch thịt của nó, ôi hết sạch xương của nó. Shakadaba trong danh Chúa Giêsu, Oroshakadabriu tất thảy các hội trọc phú, tất thảy một sơ đồ, ô để hành đất nước, để hành dân tộc, ô để ăn cướp bao năm nay, ô để bị lột vật trần ánh sáng và bị đốt hết Chúa ạ, trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Shakadabriu Oroshakinambarabara Shakadabriu Jurosai Kambadri and Sakadabara Durjurosai Enta and Sakadabara Durjurosai Chúa. Ô đốt sạch, diệt sạch, phá sạch Chúa. Ô ra Sakadabara để không còn sót lại chết. Ô ra sĩ Babylon, ô Babylon bị quăng xuống biển. Ô Babylon nhỏ đã bị quăng xuống biển và đời đời nó không còn nữa. Ô ra tất thảy mọi ô điều mà nó tự hào rằng ô nó ô là nó không bao giờ bị quá bụa cả. Ô nó tưởng rằng ô chồng của nó hay cái con hay những cái kẻ tà dâm với nó là Satan và các quỷ sẽ còn sống. Ô nó không bị quá bụa bao giờ cả, nhưng nó bị quá bụa Chúa, nó bị quá bụa ra cả sự chết đến trên nó, là lửa ô là sự thiếu đốt ô trên mình nó, sự chết, sự than khóc sẽ đầy dẫy trên nó. Nó bị lửa thiêu mình đi nữa vì Đức Chúa Trời trong chúng con là đấng có quyền lực. Ô đấng phán xét, ô ra ra cả da ba ben yu ru tất thảy tiếng đàn, ô tiếng hát, ô ra ra cả ô da ben tất cái tiếng vợ chồng mới cưới, ô không còn nữa trong nó, cho u nó sợ đời nó không còn nữa. Babylon ô châu cờ lạ, ô đời đời nó không còn nữa. Shakadabarasi shodebebreza antado urosuichi nambabebebe. Hallelujah. Ô còn chúng con, ô Sion của ngài thì ô vinh hiển đời đời, cho ô Sion của Chúa, ô Rasa thì rạng rỡ đời đời, cho ô Sion của Chúa, ô như những vì sao, ô công bình của Chúa sáng loà, cho ô sáng loà ra, cho ô sáng loà ra sự cứu rỗi đến đầu cùng đất, sáng loà cho ô Rasa karabandru như sự sáng cho dân ngoại, cho Sion của ngài, Sion vinh hiển của ngài là chúng con đây, ô ra chúng con là Sion vinh hiển của ngài, vì ngài ưa cửa Sion hơn là nơi ở của Gia-cốp, Chúa ơi, ngài chuộng cửa Sion, ô ra sân hơn nơi ở Gia-cốp, ô từ cửa Sion trong chúng con qua chúng con, cho ngài thi hành sự đoán phạt, ngài thi hành sự án phạt, ngài thi hành sự đoán xét, cho ô từ cửa thành, ô từ cửa Sion của ngài, Sa-ca cổng Sion, ô ra mà ngài vào để ô cai trị muôn dân, ô ngài vào để đoạt cái cơ nghiệp của ngài là Israel, ngài vào để đoạt cơ nghiệp của ngài là các dân, các nước, muôn dân, mọi lĩnh vực, Chúa ơi, ô trong chúng con được qua chúng con, Sa-ca-da-ba-ra-bi-u-diu, ngài qua cửa Sion mà thi hành, ô ra giữ quyền tể trị tuyệt đối của ngài, Sa-ca vì ngài ưa cửa Sion hơn ở nơi ở của Gia-cốp, Chúa ạ, hơn tất thảy cái căm phò tiện nghi của Gia-cốp, Sa-ca hơn tất thảy những cái điều gì, ô ra Sa-ca mà thuộc về trần thế này, ô ra những điều gì, ô ra Sa-ca mà thuộc về ora zai kabrasi karzi brasi chebre biroso kura bra sự thịnh vượng của Gia-cốp, ora bra bra ngày ưa cửa Sion của ngài hơn, cho vì từ cửa Sion của ngài, ngài nó trả lời được tất cả, ora ra nó đáp ứng được tất cả các nhu cầu của Gia-cốp, cho trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Ô vì chính Chúa Giêsu Christ là comfort của chúng con, chính Chúa Giêsu Christ đó là tiện nghi của chúng con rồi, cho ôi lại nơi ở đời đời chúng con rồi. Shakadabadru yurosa kanabatre pisedero. Hallelujah, cảm tạ cha dấu yêu, cảm tạ ơn Chúa. Ora Zekabel, nguyện chúng con nhận được cái phần của mình, cho ạ, trong buổi sáng nay, hay trong đêm nay, hay trong chiều nay, cho ạ. Ora Zekabel, khi mỗi chúng con cùng với Ngài làm việc trong cánh đồng của Chúa. Ora Zekabel, giờ đây Chúa ban thưởng mỗi chúng con, cho ạ. Ora Zekabel, Ngài đã ban cho chúng con, Ora Zekabel, sự cứu rỗi đời đời. Ô Ngài ban chúng con, Ora Zekabel, nước của Ngài, vương quốc Ngài đổi, Chúa ơi. Ô thì ngay giờ này, Ngài cũng ban thưởng thêm chúng con nữa, cho ạ, vì Ngài đã chịu sự dư thừa. Ngài đến để cho chúng con sự sống, sống dư dật, Chúa ơi. Và Ngài vốn Đức Chúa trời hào phóng, Chúa ơi. Ô mỗi khi con cái của Chúa, mỗi khi chúng con làm việc với Ngài trên đồng, ô trên cánh đồng của Ngài, trên công trường của Ngài, Chúa ơi. Ora Zakarabadru, thì Ngài lại thưởng thêm cho chúng con nữa, Chúa ơi. Hãy thưởng anh chị chúng con, hãy thưởng gia đình của anh chị Hậu Hương, hãy thưởng gia đình anh chị Trung Chi. Ora Barabarabar, hãy thưởng cho gia đình của em Thủy Sakarab, hãy thưởng gia đình của em Trang, ô Mục Sư Dũng, ô hãy thưởng cho em Hiến, ô gia đình của em, hãy thưởng cho em Nam, gia đình của em, hãy thưởng em anh gia đình của em Shakadabadru, hãy thưởng chị bé gia đình của chị, Chúa ơi, Shakadabadru, hãy thưởng cho con ora và cơ nghiệp của con, Chúa Shakadabadru Shakadabadru ora rơi theo sự ora ra rộng rời hào phóng vốn có của Ngài, Chúa ô theo tình yêu thương ân điển dồi dào của Chúa, theo lòng thương xót nhân từ sâu sắc của Ngài, Chúa ora Shakada theo tình yêu vô bờ bến của Chúa, ora cha trong sự khôn ngoan, trong thánh sạch công bình của Ngài, Chúa hãy ban thưởng chúng con điều đó.
Urasa Kadabendu. Ô nguyện tất thảy điều gì chúng con sợ cầu, nguyện tất thảy điều gì lòng chúng con hằng mơ đến Chúa. Ô ao ước đó Chúa hãy làm thành Chúa ơi. Urasa Kadabendu Yurusu Kunabiri. Ô chúng tạ ơn Cha vì ngày sa bát đời đời chúng con, chúng con bước vào trong sự yên nghỉ. Ô chúng con đang ở trong sự yên nghỉ thôi Chúa, và mãi mãi chỉ ở trong sự yên nghỉ đó của Ngài mà thôi. Hallelujah. Urasa Kadabendu. Urasa Kadabendu tạ ơn Chúa. Ô vì lòng tin kính, sự thỏa lòng của Ngài trên chúng con Chúa, vì đó lợi lớn mà Ngài cho chúng con. Ô chúng con luôn tin kính Chúa, luôn thỏa lòng trong Ngài. Hallelujah. Ô đã ra để chúng con luôn nhìn thấy Shalom, ô của Ngài trong chúng con, trong bất hoàn cảnh nào. Ô Shalom bình an của Ngài. Ô đã ra cả trên chúng con. Ô đã làm sự hòa thuận, ô của chúng con với Ngài. Ô sự hòa thuận của mỗi chúng con với chính bản thân mình. Ô và với từng đối tượng, từng lĩnh vực mà Ngài sai đến Chúa trong danh Chúa Christ. Hallelujah. Để sự tài trị tuyệt đối của Chúa, Đức Chúa sự bình an, Đức Chúa sự công bình, Đức Chúa trật tự Chúa. Ô đã ra cả Jerusalem thể hiện rõ ràng trong và qua đời sống chúng con và giữa vòng chúng con. Chúng con khen Cha, chúng con yêu Ngài và chúng con hiệp tâm cầu nguyện trong danh Chúa Cha, Chúa Con, Đức Thánh Linh. Amen. 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 Hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa, các anh chị em quý vị. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa. Ôi, Chúa ơi, các anh chị em chúng ta. Có gì thông công thì anh chị em cứ nói tiếp. Mục sư mới ngủ dài không? Sư. Rồi con ngủ muộn.